Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép ạ. Hôm nay bên cửa hàng em về được một số lượng ít, có 5 đôi loa full 30 thương hiệu hãng M Sao các bác nhá. M Sao một cái dòng loa cực kỳ là chất luôn. Thực sự là những cái dòng loa mà xịn mà nó chất như thế này thực sự là nó không có nhiều các bác, rất chi là hiếm gặp. Thì hôm nay bên em cũng chỉ về được có 5 cặp thôi, 5 cặp số lượng rất rất là ít. Tuy nhiên đây là dòng loa cực kỳ là chất, cực xịn luôn. Tí này em sẽ quay nội thất cho các bác xem. Trước khi đi chi tiết thì cũng nói luôn cái giá của cái dòng loa này cho các bác nghe. Tức là cái giá của loa này thì bên em bán lẻ là 9 triệu 500 ngàn đồng một cặp các bác nhé. 9 triệu rưỡi một cặp. Một dòng loa full 30 tép kèn, cực kỳ là xịn. Đây bây giờ em sẽ đi chi tiết luôn cái dòng loa này cho các bác xem nhé. Thứ nhất là về thùng loa. Thùng loa thì là loa rất chi là sâu, thùng thiết kế cực sâu luôn. Đây, sâu hơn khoảng 50 phân. Thùng thiết kế rất chi là sâu. Thứ hai là sâu như và kiểu là thùng gỗ sơn sần các bác nhá. Màu này là màu màu ghi hơi vàng vàng, màu đen hơi hơi nhám, hơi vàng một chút. Thì và thì cái số lượng của nó là có 5 cặp tất cả các bạn, 5 cặp thùng gỗ hết, hàng toàn bộ là hàng đẹp hết cho các bác. Có một cái lô này thì nó có một cái nhược điểm là tem nó bị mất hết các bạn, chỉ còn có một cặp tem, là một cặp có tem là duy nhất đây, cái tem của nó đây, tem nguyên bản của nó là coi em đây là như thế này. Thì cái tem này thì bọn em không mua được cái tem của hãng này, bọn em mua được rất nhiều các cái tem của hãng khác. Thì các bác có khả năng là lấy thì bên em sẽ gắn cho cái tem khác. Có rất nhiều các cái tem này cho các bác lựa chọn, ví dụ như bên em đang lắm cái tem mẫu đây là tem RCF này. Đây, RCF đây, tem này bằng nhôm luôn nhá, tem xịn nhôm đấy. Hoặc là tem Neso đây, tem của hãng Neso đấy, Neso đây, em có gắn thử cho bác xem cái nào bác thích, cái nào thì em sẽ gắn cho các bác cái đó. Neso hoặc là tem của DK đây, tem của DK đây, đây em gắn tem DK đây. Thì toàn bộ cái tem này các bác thích tem nào thì em sẽ gắn cho các bác cái tem đó. Nói chung là do cái tem của nó là nó tem này của nó hơi dở một cái là nó gắn bằng, nó bằng nhựa nhựa nhưng mà nó lại gắn bằng keo nên nó rất dễ rơi, nó không có cái nó không có cái tán như thế này. Đấy, nó không có cái tán ở trong này cho nên mà nó hay bị rơi. Thì nó lại gắn ở cái e căng bằng vải cho nên mà nó bị rơi hết. Thì cái lô này hàng của nó thì là e căng đây, cái e căng của nó đây, giới thiệu luôn cho các bác. E căng này, e căng là bằng sắt dập lỗ các bác nhá, sắt dập lỗ, lỗ đây lỗ hình vuông, hình lục giác. Bên ngoài thì nó được bọc một lớp vải, lớp vải 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 căng ấy. Thì cái vải này nó có tác dụng là thứ nhất là ngăn bụi vào trong cái màng loa, thùng loa, cho nên mà những cái loa này thì rất chi là đẹp, đằng trong nội thất của nó hầu như là còn mới. Thì đây là cái loa mà bên em đã tháo cái căng trước, mặt trước của nó thì đây, của nó là xương đúc, xương đúc này mà thấy này, xương cực kỳ là xương này kiểu là giống giống như là nếu mà chúng ta nhìn ở bên ngoài này nó khá là giống với lại xương của bát RCF đấy, cực kỳ là chất luôn đấy. Thùng loa, màng loa đấy, toàn bộ là zin nguyên bản của nó thế này nhá. Gần loa là gần hai sóng các bác nhá, gần hai sóng. Tép làm phía trên, tép kèn titan đấy. Hàng này thì không phải lo đâu ạ, cực kỳ là chất luôn, tiếng đánh thì như bom. Thì bây giờ em sẽ quay cái phần nội thất của đó cho các bác xem luôn. Cái thùng loa mà bên em đã tháo ra đây, tháo ra thứ nhất là chúng ta nhìn được cái phần tần của nó cực kỳ là khủng luôn. Đúng cái phần tần của nó đây, em sẽ đo cho cái găng tay của em là 20 này, 20 đấy, nó rơi vào tầm 35 40 và 18, tức là vua 18 20 phân, tức là một chiều 20, một chiều 18 đấy. Thì cái các bác thấy này, những cái con chở của nó cực kỳ là lớn luôn, to hơn con tay cái của em này, to cực kỳ to luôn đấy. Mấy con chở đây này, chở mà những cái cuộn cảm của nó này thôi rồi, hai cuộn to. Nói chung là cái phân tần này thì không thể chê vào một cái điểm nào cả, phân tần thì quá khủng luôn. Thực sự là phân tần này, nếu chúng ta thế để ý là những cái loa B3 mà nhìn cái phân tần này là phân tần cực kỳ là khủng. Đấy, phân tần xịn, rất chi là xịn các bác đấy, phân tần cực kỳ là khủng luôn. Đấy, những cái cuộn cảm của nó này, dập sung này các bác thấy này, to kinh khủng luôn. Đấy, bằng đồng nguyên chất luôn, toàn lại bằng đồng hết. Từ cái tụ, từ cái con cầu chì của đó. Nói chung là phân tần này thì không có một điểm gì chê. Đánh giá là cho 10 điểm rồi cái phân tần này. Phân tần này thực sự là rất chi là khủng khiếp và chất lượng. Bát loa, bát loa của nó đây, bát này là bát từ 19 các bác nhá, từ 19 cực kỳ là khủng luôn đấy.
trên bát lò thì có logo của hãng M sao đây. Đấy, M sao. Đấy, có số seri của nó luôn. Seri number đấy, MT12L. Đấy. Số seri của nó luôn. Và bát lò này thì chúng ta nhìn thấy cái xương, xương của nó là khá là xương giống của xương của RCF, bát của RCF, nhưng tuy nhiên đây là không phải bát của RCF. Đây là bát của hãng luôn. Thì nó có tem đấy. Trên màng loa. Màng loa này đều có số seri hết các bác nhé. Này này, chúng ta thấy này. Đấy, có cái số seri của trên màng loa hết. Màng loa nào cũng có số seri. Đấy, chúng ta thấy không? Nó dập. Chúng ta để ý rằng là những cái bát loa mà chúng ta cứ thấy là nó dập những cái số seri như này là những cái lò bát xịn các bác nhé. Bát xịn, màng loa xịn nó mới nhập những cái dập những cái số này, nếu như màng nhái sẽ không bao giờ có số này. Chúng ta cứ để ý như thế. Đấy, nó có số seri ngay trên màng loa luôn. Đấy. Đấy, nhện loa và gần loa để cho các bác xem luôn. Đấy, cổ loa nó zin là nó như thế này các bác nhá. Đấy, toàn bộ nhìn cái bát này cực kỳ là nặng luôn, cầm nặng lắm. Đấy, chúng ta thấy cái bát khủng khiếp luôn. Chúng ta thấy chất lượng từ cái dầu loa, cái chạm loa đấy, cái này là để cái ghim dây loa vào. Đấy, nó nhấn xuống thử là rất chi là xịn. Kết nhất là cái tem của nó, tem này tem hãng của nó mà sao, tem phủ bạc dán ngay bên từ đây, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, còn màng loa phía trước đây thì đây. Các bạn là em một tay em đang quay, một tay em không thể lật được cái ấy lên thì em để luôn quay cho chúng ta thấy cái này. Đấy, chúng ta thấy cái màng loa của nó cực kỳ là xịn luôn. Đấy. Màng riêng chúng ta thấy những cái đường keo của nó này. Đấy, keo của nó rất chi là đẹp. Đấy, keo gọn. Đấy, chúng ta thấy cái đường keo nó đều lắm. Thực sự cái keo này là không thể là làm nhái được các bạn. Nếu như các bác thợ nào cao tay cũng không bao giờ làm được. Chỉ cần đụng chạm vào đây chúng ta sẽ có vết ngay này. Keo này nó không phải là đổ đúc nhưng mà nó đường keo rất chi là đẹp. Đấy, chúng ta thấy cái zin của nó. Gân này. Gân thì đang còn đẹp hết, gân đẹp long lanh, đang còn keo lớp keo keo giữ gân đang còn rất chi là tốt, chúng ta sờ và đang còn dính. Đấy, rất chi là dính. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, keo rất đẹp, gân đẹp, màng đẹp, không có địa điểm gì để chê được. Và đây là cái tép loa đây. Đây là cái phễu loa bên em tháo này. Đấy, cái phễu loa đây. Cái phễu loa bên em tháo này. Và đây là cái tép loa. Do vận chuyển cái phễu này nó bị gãy cái cổ đây, bọn em đang phải gắn lại để mai đổ keo nó hai thành phần vào này. Nó phải tháo này. Đây là cái tép loa. Thì cái tép loa nó cũng có cái tem của hãng M sao nó dán ngay bên hông này. Tép thì cực kỳ là xịn luôn. Đấy, chúng ta thấy cái tép kinh khủng không? Quá là khủng khiếp luôn về cái loa này. Đấy, trên tép loa nó cũng có số seri luôn, như chúng ta thấy này, dập số seri ngay trên tép luôn nhé. Đấy, tép loa, bát loa, thậm chí cái màng loa đều có số seri. Chúng ta thấy cái tép nó rất chỉ là xịn, nó không phải giống như cái dòng tép rỉa tiền chúng ta thường thấy, tép là tép xịn. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, phía sau này. Đấy. Đây là cái phía sau chạm loa của nó, thì chạm loa của nó công suất của con này là thực sự là 400W. 400W là một cái công suất cực kỳ là lớn cho đối với dòng loa full 30 các bác nhá, 400W em vẫn là nhá. Và con này thì thôi rồi các bác thấy không, cái số này, cái số kết của nó này này. 99,5 decibel. Nó nói lên cái vấn đề gì các bác? Thực sự nếu như kinh nghiệm của em này, chúng ta lúc khi mà nhìn thấy cái công suất cái 99,5 decibel này đối với loa này thì độ nhạy của nó quá cao, nó hầu như là nó chỉ sao đối với dòng loa nghe nhạc thôi các bác. Thực sự độ nhạy rất lớn, gần 100 rồi, gần 100 decibel, 99,5 rồi. Bình thường chúng ta để ý rằng là nó chỉ tầm loa bình thường nó chỉ nằm ở 95, 97, 92, 97 là thấy cao rồi, nhưng con này đến 99,5. Cái độ nhạy này thì nó nói lên cái điều gì? Cái thứ nhất là độ chi tiết. Khi chúng ta nghe nhạc, nghe và hát thì nó tí nó trong, nó sạch hơn, độ chi tiết nó cao hơn. Và một cái điều nữa rằng là nó sẽ không ăn công suất các bạn. Độ nhạy càng cao thì công suất cung cấp cho nó càng yếu, tức là chúng ta không cần phải đẩy khỏe chúng ta vẫn đánh được con loa này. Còn mặc dù cái công suất của nó là 400W, tuy nhiên là con này chỉ cần đẩy 16 xoa là đánh ok. Đấy, chúng ta thấy độ nhạy cực cao luôn. Đấy, các bác nếu nhà nào mà có loa nghe nhạc, chúng ta cứ quay phía sau của cái loa chạm loa xem cái độ nhạy nó bao nhiêu. Và thậm chí là các bác đang dùng những cái loa full, loa karaoke gia đình, chúng ta cứ xem phía sau của nó xem là độ nhạy nó bao nhiêu, chúng ta sẽ biết. Đây, bây giờ em sẽ làm ví dụ luôn cho các bác xem. Đây, ví dụ đây là một cái loa như là audio flan này, chúng ta đợi độ nhạy của nó là có 8. Đấy, ví dụ một cái loa audio flan này, chúng ta sẽ thấy cái loa này là độ nhạy nó chỉ là 89 decibel thôi các bác, 89 decibel nhé. Đây là loa audio flan này, em sẽ lấy một cái loa nữa cho các bác xem nhé.
Đây ví dụ như là một cái hãng nổi tiếng như thế là B3 đây, chúng ta thấy là B3, loa B3 xịn này nhá. Độ nhạy của nó là chỉ là 98 decibel, 98 decibel các bác nhá. Watt trên mét. Đấy chúng ta thấy thì là cái độ nhạy của này là cực kỳ là cao các bác, cao lắm ấy. Đấy là bác nào mà có nhu cầu ấy, thì liên hệ với bên em nhé, cửa hàng số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ. Nhắc lại giá của nó là giá là 9.500.000 đồng một đôi các bác nhá, 9.500.000 một đôi. Chỉ có số lượng chỉ có 5 đôi ạ, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.